Xin chào anh em, ở trong video này chúng ta sẽ đến gửi chapter thơ số 70. Chapter thơ này thật sự là anh không có gì để gửi các em hết á. Tại vì từ những cái câu đầu tiên của đề Sở Hậu Giang là nó rất là dễ. Anh nghĩ là khoảng câu 30 trở lên nó mới cần gợi ý thôi. Còn những câu này là những câu các em không cần thiết phải gợi ý luôn, có thể giải trực tiếp luôn. Nó là kiến thức cũ không à. Rồi. Cho nên chapter này hãy cố lên nha. Từ những chapter sau anh mới gợi ý. Cho nên chapter này nếu mà anh gợi ý là anh sẽ bôi hết cái đời luôn à. Chỉ có câu số 8 á, thì các em lật cái lý thuyết ra coi. Hình đa dạng đều này không phải là tam giác đều. Thì anh nhắc cho nhớ là trái banh á, trái bóng đá của mình á. Cái hình nào có hình là trái bóng đá thì nó không có các mặt bên là tam giác đều thôi. Còn tất cả những cái hình trên đây liệt kê đều là tam giác đều hết. Rồi, vậy thôi nha. Tạm biệt các em. Gợi ý thì vậy thôi, gợi ý xong rồi. Rồi, bye.